Xin chào tất cả mọi người ạ. Hôm nay đến đến đây thì thực sự rất là bất ngờ là vô tình gặp được bác Lam. Tôi là Bình, là chuyên gia tư vấn chuyển đổi số của FPT. Cũng là một người ăn rất là nhiều ô mai hồng lam. Và cũng thỉnh thoảng gặp được bác Lam ở khi mà đến thăm nhà ông bà trong dịp Tết. Thì lúc mà bác Lam nói và bác bảo là tôi phải thuê một ông chuyên gia chuyển đổi số ấy. Xong rồi sau phải trả lại hợp đồng ấy là cũng nhột phết đấy, tại vì thực sự là trong quá trình làm ở FPT qua 9 năm nay thì có rất là nhiều lúc mà đội ngũ tư vấn của FPT sẽ phải đi giúp tư vấn khách hàng về chuyển đổi số, và thực sự là từng lúc tư vấn, tại vì từ lúc tư vấn thực sự là mọi người không biết là cái quy trình của mình tư vấn ra nó có chạy được thành công hay không đâu. Chuyện này cũng rất là lo lắng là có lúc nào từ phía khách hàng họ cảm thấy là ông này không có nhiều giá trị lắm và cũng muốn trả lại hợp đồng lắm đấy. Thôi nói vui thế thôi, nhưng mà hôm nay thì tôi đại diện cho FPT để chia sẻ một chút về những cái kinh nghiệm của FPT trong quá trình làm giải pháp chuyển đổi số cho những khách hàng quốc tế trong những năm vừa rồi. Thì chắc là không tránh được là phải giới thiệu một chút là FPT rất là may mắn là trong sau 35 năm thành lập thì đã là công ty IT hiện tại là số 1 Việt Nam và đã phát triển khá là nhanh với hơn 100 văn phòng ở khắp hơn 30 nước trên thế giới, gần 100 văn phòng, và có rất là nhiều partnership chiến lược với những công ty giải pháp lớn như là Nvidia, như là Adobe, như là Salesforce. Phần này mọi người chắc là biết rồi cho nên thôi. Cá nhân tôi thì thuộc một đơn vị gọi là SCM, là Supply Chain Management, là chuyên cung cấp cái giải pháp về chuỗi cung ứng ở trong FPT. Bọn tôi thực ra là cung cấp giải pháp cho đội làm từ phần phần đầu là phần gia công và sản xuất, giống như là đội Schaeffler, đội Yamaha, như là đội General Electric, đến phần kho bãi và chuyển vận như là của đội Costco, như là của đội Yamato, đến phần cuối cùng là chuỗi tiêu thụ như là của Canon và của Sephora và của những đội khác. Đấy. Thì trong những năm này khi mà tư vấn và discuss và thiết kế giải pháp cho những khách hàng này thì thực ra là FPT nói thật là học được khá là nhiều những bài học khác nhau trong việc là xây dựng giải pháp như thế nào, trend thị trường như thế nào, một số cách làm, thậm chí một số thứ như bác Lam nói lúc nãy. Tôi cũng tự thấy là mình cũng đã nói những câu chuyện này với khách hàng rồi. Đấy, thì thực sự là không có thời gian để nói hết những cái đấy đâu. Cho nên là hôm nay chọn đúng một phần nhỏ thôi. Đấy là phần Digital Twin hay là cái bản sao kỹ thuật số để chia sẻ với mọi người về cái trend của Digital Twin trong thị trường trong thời gian gần đây. Đấy, thì Digital Twin là một cái là mô phỏng của một cái thực tế ở dưới định dạng số. Cái mô phỏng này có thể là một cái bản sao kiểu 3D hologram như mọi người thấy trên TV chẳng hạn. Đấy là có thể sử dụng để plan nhà máy, plan xí nghiệp, plan kho bãi, cũng có thể để thiết kế để xây dựng lại những cửa hàng retail chẳng hạn. Nhưng mà ngoài ra nó không chỉ có cái mô hình đó mà có một mô hình nữa là thiên về số nhiều hơn. Đấy là mọi người sẽ nhìn thấy được reflect giữa những cái dashboard, những cái report, những cái operation model mà được thiết kế dựa trên những cái số liệu được đẩy về trên hệ thống từ những cái ứng dụng trên quá trình sản xuất. Đấy. Thì một số những cái digital twin thực sự là có khá là nhiều những cái use case được đánh giá cao ở trên thị trường trong những năm gần đây. Ví dụ như là phần space planning. Bây giờ có Matterport là một trong những bên cung cấp giải pháp về space planning rất là robust, rất là complete. Nhưng mà cái ứng dụng ấy thì thực sự là rất là sâu. Ví dụ nhé, nếu mà mọi người đã từng làm trong kho, nhất là những kho lớn ấy, thì mọi người sẽ thấy là cái phần planning của warehouse phải được làm rất là kỹ. Tại vì kho càng lớn thì cái operation về việc picking, sau đấy packing, sau đấy outbound ấy, nó rất là tốn thời gian. Và cái việc là xếp sản phẩm nào ở đâu nó rất là quan trọng, tại vì cái lượng tiêu thụ của sản phẩm nó khác biệt lắm. Một số mặt hàng đi rất là nhanh, một số mặt hàng thì tồn mãi ở đấy không đi được. Cho nên và thậm chí là khi mà quy trình kho của bạn nó phức tạp hơn, ví dụ như là bạn có một khu chuyên về ESRS chẳng hạn, là đấy là kho tự động. Những cái gọi là very narrow aisle mà phải dùng máy mới đi vào được, thì những cái đấy nó cái khu đấy nó cần phải được thiết kế riêng, mà không phải là mà nếu mà không được thiết kế ngay từ đầu ấy thì đến lúc xây xong nó sửa rất là khó. Cho nên là phải sử dụng cái hoặc nên sử dụng cái digital twin để có thể accurately plan và design cái warehouse đấy và mô phỏng cái hoạt động trên warehouse đấy trước khi thực sự xây dựng và đưa vào hoạt động.
Tương tự thì phần factory, xây dựng quy trình sản xuất cũng như vậy. Nhất là những quy trình sản xuất mà dùng robotic chẳng hạn. Nếu mà bạn phải xây dựng máy móc, dây chuyền và nối với nhau để thành một luồng để ra được sản phẩm ấy, thì bạn thực sự cần plan là máy móc nào, cái tay robot nào ở đâu thì nó cái quy trình đấy mới thực sự là hiệu quả nhất. Và cuối cùng là cái phần retail store layout, để mà design được cái layout của store sao cho nó phù hợp nhất. Năm 2017 tôi cũng có làm việc với Sephora để discuss việc này. Và lúc nãy cũng nghe bác Lam nói việc là Hồng Lam cũng đang cố personalize cái store experience ở từng cửa hàng Hồng Lam. Hy vọng là Tết hôm nay nói chuyện thêm với bác. Ngoài ra thì một số use case khác của Digital Twin cũng rất là được đánh giá cao. Tôi sẽ nói về cái này trước. Phần training và skill augmentation thực ra là một cái use case mọi người đã thấy rất là nhiều. Kết hợp với công nghệ VR và AR rất là nhiều nhé. Là cho những cái mô hình nghiệp vụ hoặc là những cái hoạt động mà hoặc là khó để replicate hoặc là rất là đắt tiền hoặc là risk rất là cao, thì thường cái việc mà có một cái digital twin để mà train nhân viên ấy, nhất là nhân viên là luôn luôn là người thiếu kinh nghiệm, cái risk xảy ra issue rất là nhiều. Thì cái ứng dụng này sẽ có application rất là nhiều. Mọi người thấy ví dụ như là train phi công chẳng hạn này, hoặc là train người làm việc ở những cái trạm khoan dầu này, hoặc là đội làm ở những cái môi trường có nhiều chất hóa học hoặc là chất phóng xạ này. Cứ mỗi lần đi học làm việc lại bắt ông ấy đội cả một cái suit vào xong rồi đi vào đấy làm rất là khó đúng không? Thì những cái ứng dụng này sẽ giúp để giải quyết vấn đề đấy. Ngoài ra cuối cùng thì phần maintenance and repair, nó là một cái ứng dụng thực ra là dễ hiểu nhất. Khi mà bạn có một cái mô hình sản xuất ở trong nhà máy mà đang và có số liệu rất là chi tiết của từng cái operation đấy, thì bạn muốn là phòng tốt hơn là sửa đúng không? Nếu mà máy sắp hỏng thì tôi biết trước để tôi sửa trước, chứ chờ đến cái dây chuyền nó lăn ra đấy rồi thì mới sửa, thì thực ra nó rất là tốn chi phí. Và ngoài ra thì có một cái use case nữa cũng ở trong phần này mà tôi chưa nói vào, đấy là phần simulation. Đấy là bạn phải giả lập được cái operation cho một số những cái quy trình nó có risk cao. Một trong những cái use case mà chúng tôi đã discuss với đội bên phía châu Âu là những cái nhà máy điện nguyên tử chẳng hạn. Bạn phải giả lập được cái quy trình chạy và phải chạy được hết những cái gọi là những cái exception trong quy trình đấy. Tại vì nếu mà chờ đến lúc có vấn đề những cái khu như thế rồi mới đi hot thì đúng là rất là mệt. Thì đấy là cái trend chung trên thị trường thôi, nhưng mà thực tế hơn một chút, nhất là cho những công ty đang làm phần mềm ở Việt Nam, thì thực sự là đang những khách hàng mà đang tiếp cận đến mình có những nhu cầu gì. Tại vì không phải là đội nào cũng mong muốn là tiếp cận với những đội outsourcing để làm việc đấy. Tại vì thực ra những công ty lớn Việt Nam rất nhiều là outsourcing, FPT cũng là công ty outsourcing. Thì trong năm 2023 tôi có tổng hợp một vài cái use case mà thực sự là đã và đang làm việc với khách hàng để hy vọng giúp họ giải quyết những vấn đề liên quan đến digital twin. Thứ nhất là General Electric. Là General Electric thực ra là làm với FPT rất là lâu, và chúng tôi đã giúp General Electric để có thể xây dựng được một cái bộ gọi là Unified Data Platform. Nghĩa là tí nữa tôi sẽ nói sâu hơn ở phần đó. Nhưng mà để mà có một cái IoT-based Edge Control Solution của bên phía GE thì nghĩa là họ đã dựa trên tất cả những cái sensor, những cái máy móc, những cái data integration với hệ thống hiện tại nhé, là đã nhìn thấy hết cái toàn cảnh nhà máy của họ rồi. Và sau đó thì GE cũng có nói chuyện với FPT là để đi thêm một bước nữa, để xây dựng thêm là dựa trên những cái số liệu mà đã có, dựa trên giải pháp hiện tại, thì sẽ đẩy mạnh hơn cái việc là monitor để mà predict, để mà tối ưu hóa cái quy trình sản xuất, bao gồm cả việc là track cái carbon footprint và carbon emission như là diễn giả trước bác Lam có nói hiện. Tại vì nhất là bên châu Âu, họ rất là quan tâm đến cái câu chuyện là xanh hóa môi trường. Và chúng tôi nhận được rất là nhiều những cái request từ những khách hàng khác, như là ông CEO của ZF là một công ty sản xuất, hoặc là CEO của Schaeffler cũng là công ty sản xuất phụ kiện ô tô khác, để cái có thể monitor được cái carbon footprint trong quy trình sản xuất của họ. Cái use case thứ hai thì lại không đến từ manufacturing mà lại đến từ ngành xây dựng. Đấy là một tầm cuối năm 2023 thì có một bác người Nhật đến từ Obayashi. Obayashi là một công ty xây dựng ở bên Nhật. Họ thực ra có khá là nhiều dự án lớn ở Việt Nam, ví dụ như là cầu Thanh Trì là họ xây đấy, cùng với Sumitomo. Thì bác ấy có bảo là bác ý có thấy một cái vấn đề và
đang rất là khó là cái đội nhân công của bên OpenAI nó càng ngày càng già rồi. Và một trong những cái khó khăn các bạn gặp phải là khi mà xây dựng một công trường ấy thì cái độ compliance về tính an toàn của công trường Nhật nó rất là cao. Nhưng mà thực ra cái rất là khó làm, tại vì khi có một cái dự án sẽ phải plan là dàn giáo ở đâu, platform như thế nào, các thứ. Và càng ngày cái đội ngũ mà đủ già, đủ kinh nghiệm mà vẫn đang làm ở dưới đấy làm những việc đấy càng ngày càng ít. Đấy, thì bác ấy bảo là bác ấy hy vọng là có thể giảm cái nhu cầu về kinh nghiệm đi mà vẫn giải quyết những vấn đề đó. Và một trong những cái định hướng mà đang muốn làm được ở thời điểm đấy đấy là sử dụng một cái digital twin. Digital twin đấy là như thế nào? Là mô phỏng hóa lại một cái construction site và làm một số việc. Một là thiết kế những cái tất cả những cái dàn giáo, những cái platform đấy là phải compliant với cả cái tiêu chuẩn về an toàn của bên phía OBRG để họ duyệt. Thứ hai là mô phỏng được một số những điều kiện thời tiết xấu, ví dụ như là mưa rào, đất nó sụt dần xuống, ướt dần đi, gió to đấy, thì có đủ an toàn cho nhân viên hay không. Và cuối cùng là set up một số những cái camera ở quanh cái site đấy để kết hợp giữa công nghệ xử lý hình ảnh và AI để detect được xem là có những cái phần nào trong cái construction đang có thể xảy ra vấn đề. Thì đương nhiên đây là câu chuyện nó đủ tính hợp lý nhưng mà thực ra là không hề dễ. Và bác ấy cũng bảo là câu chuyện này chắc là phải đi dài đấy. Bác ấy có idea, bác ấy biết định làm như thế nào. Bác ấy có một số người đã được onboard rồi nhưng mà thiết kế toàn bộ cái bộ giải pháp này thực ra là không dễ. Và ở thời điểm hiện tại thì vẫn đang nói chuyện. Và cuối cùng thì chắc là mọi người đều biết khách hàng cuối cùng là bên Changi Airport, lại là bên gọi là nửa aviation nửa hospitality. Thì cái họ muốn thì đơn giản hơn rất là nhiều, đấy là cái đội mà Digital Station Manager, là cái đội về trạm kiểm soát không lưu ấy. Thì nó có một cái nhánh là kiểm soát cái vận hành của cái terminal của họ. Đấy, thì cái khó của họ là cái volume of traffic của cái sân bay Changi nó rất là lớn, mà thỉnh thoảng máy bay đến muộn một phát ấy, là họ phải plan là ôi, ông này xuống ở đây chạy ra đâu, khách hàng chạy ra cái chỗ họ chuyển chuyến cho nó kịp. Nhưng mà vì họ có nhiều terminal và nhiều chuyến bay như thế, cho nên cái việc mà planning cho những cái chuyến này rất là khó. Vì thế họ muốn có một cái digital twin của tất cả những cái terminal ở sân bay để họ làm planning cho một cái flight như thế này. Đấy, thì đấy là những cái cơ hội cũng như là những thách thức mà từ bên phía FPT đã thực sự là nhận được của năm 2023 và đang giải quyết ở năm 2024. Thì với những cái cơ hội và thách thức này thì chúng tôi tự đánh giá lại bản thân và cảm giác là mình cũng khá là sẵn sàng. Thứ nhất là riêng cho General Electric thì bên phía FPT đã xây dựng được từ năm 2019 nhé, 2018 chúng tôi đã xây dựng được một cái gọi là Unified Data Platform cho họ, nhưng mà đây chỉ là một cái POC thôi. Thuần túy chỉ để chứng minh với General Electric là chúng tôi làm được và bảo là cái này đừng có dùng thật vào sản xuất nhé, nhưng mà các ông ấy thấy có vẻ thích cứ dùng. Và các bài apply thử vào hai nhà máy và thấy có vẻ ngon thì đang đến năm 2021 bảo là ê, làm thật đi. Thì bác ấy đầu tư thêm khá là nhiều tiền và làm một cái version advanced hơn rất là nhiều. Hồi hồi đấy là dùng Predix Cloud để integrate là chỉ có hai cái loại máy của họ thôi, bây giờ là toàn bộ các cái loại máy ở trong hơn 20 nhà máy của họ trên khắp thế giới. Và trong tương lai gần thì chúng tôi và General Electric có plan là sẽ triển khai ở khắp 100% số nhà máy của họ trên toàn cầu. Còn sau đó thì với Obayashi, với Changi Airport và với một số khách hàng khác mà chúng tôi mới gặp trong thời gian gần đây thì câu chuyện vẫn đang rất là warm, tại vì Digital Twin thực sự là cái mà họ cần. Nhưng mà đó cũng là một phần công nghệ không dễ, không đơn giản, và phía FPT cũng hy vọng là sẽ chung một tay giúp sức để cho bên phía khách hàng có thể đạt được những cái giải pháp mà họ mong muốn. Và cuối cùng thì một lời quảng cáo là nếu bạn có bao giờ cần một một công ty tư vấn giải pháp ngon bổ và khá rẻ thì FPT sẽ luôn luôn là một lựa chọn tuyệt vời. Xin cảm ơn ạ.